Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý anh chị. Ngày hôm nay Tiến sẽ giới thiệu với quý anh chị là miếng đất của mình là hai mặt tiền nha anh chị. Và từ cái đường đất của mình anh chị, mình chạy ra thẳng ra khoảng là 90m là mình đến với đường Trần Thị Thơm rồi nha anh chị. Và đường Trần Thị Thơm thì mình quẹo phải thì mình sẽ đi về thành phố Mỹ Tho là khoảng 2km. Và đây là nền đất của mình nha anh chị. Thì nền đất của mình anh chị là có diện tích á, là ngang là 5,15, chiều dài là 23,7m, nở hậu 5,2m. Và đất của mình á, là đất thổ cư 100% nha anh chị. Tổng diện tích là 113,8m2 anh chị xem. Và đường bê tông của mình bên hông này anh chị là vừa là đường bê tông mà vừa là đường bên dưới là có đường cống thoát nước luôn nha anh chị. Ở bên kế bên là một cái vườn dừa. Thì còn cái hướng này anh chị, cái hướng này thì mình đi thẳng ra là mình sẽ đến là huyện lộ 87, mình đi về hướng cầu Gò Cát nha anh chị. Đối diện với đất của mình sẽ là một cái con kênh nha anh chị để thoát nước nha. Thì ở đây thì mình thấy là điện nước đầy đủ này, dân cư hiện hữu luôn nha anh chị. Từ nền đất của mình đi ra trường mầm non Rạng Đông đó anh chị là 1,8 km, và ra quốc lộ 50 anh chị là 2 km. Còn mình đi đến với chợ Tân Mỹ Chánh anh chị là chỉ có là 1,5 km thôi nha anh chị. Và mình đi đến đó là khu công nghiệp Tân Mỹ Chánh là khoảng 1,6 km nha anh chị ơi. Và từ nền đất của mình anh chị, mình chạy ô tô vô thành phố Mỹ Tho là chỉ có khoảng 6 phút là đến rồi thôi nha anh chị ơi. Và giá chủ báo cho Tiến là 1 tỷ 230 triệu. Thì giá này là còn thương lượng nha anh chị, đối với cái mảnh đất hai mặt tiền mà full thổ cư của mình luôn. Thì mình có thể mình mua để dành, hoặc là mình mua để mình xây nhà luôn vẫn được nha anh chị. Tại vì mình là đất thổ cư 100% rồi. Anh chị nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với Tiến qua số điện thoại trên màn hình nha anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và ủng hộ Tiến trong thời gian qua. Tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo.